tìm một em bé trai, nhưng mà cuối cùng lại là ở bên chỗ chuyện của tôi đó, người ta lại gửi nhầm một em bé gái. Mà em bé gái này là cực kỳ là tính rất là hiếu động, năng động và thích là thơ mộng, nhảy múa. Thì ngày qua ngày thì cô bé đã được nuôi dạy bởi hai người mẹ và lớn dần lên tại cái ngôi nhà này có cái mái nhà màu xanh. Thì câu chuyện nó có ý nghĩa là dù cho mình không có tình thương với một đứa bé xa lạ, từ một câu chuyện là sự nhầm lẫn là muốn không muốn có một bé trai mà bây giờ nhận được một bé gái, từ một cô bé rất là hiếu động mà mình đã dạy dỗ cô bé đó là nên người. Câu chuyện đó nó gắn liền với tuổi thơ, các em là rất là thích những đọc cái chuyện tiểu chuyện tuổi thơ ngày xưa. Thì cái nơi đó nó vẫn còn trưng bày những cái hình ảnh mà ngày xưa của cô bé trong cái ngôi nhà này. Hay là họ sẽ có những cái bộ đồ hóa trang để mà mình mặc rồi mình đội cái mái tóc đỏ lên đây. Chỗ này là một cái chỗ địa điểm tham quan, tụi con chỉ ghé ngang qua cho cô chú để cô chú có thể chụp hình ở bên ngoài, còn để đi vào bên trong để xem được những cái đồ dùng vật dụng của cô bé ngày xưa, hay là được phát trên những cái bộ đồ mà bên đây người ta hay mặc những cái bộ đồ mà giống như những cô bé mặc đồ bên kiểu châu Âu á, là mặc mấy cái váy cái đầm rất là rộng, rất là xòe. Thì vào đó họ sẽ có một cái rổ đồ rồi mình tự mặc rồi mình tự chụp hình. Thì cái đó là cái phần đó là chi phí tự túc. Còn cái trước đó nữa thì anh Hưng nói là ngày mai mình sẽ ghé một cái nơi mà bãi biển. Tụi con không mua vé là lý do là cô chú biết là bên đây biển.